Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường đại học, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật khác và bản thân mỗi chúng ta tập quen dần với trải nghiệm mới. Thế nhưng thật may mắn khi chúng tôi được sống trong gia đình CD24NH02. Mỗi thành viên là một mảnh ghép và chính họ đã tạo nên bức tranh hoàn hảo với bao sắc màu của niềm vui và đâu đó còn là những giọt nước mắt, những giận hờn của cái tuổi dở dở ương ương. Để sau mỗi lần như thế, chúng tôi lại hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó. Và giây phút tạm biệt với bạn hiền. Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau, bao gian khó cuộc đời vượt qua. Ngày vui đã xa dần đã. Thật sự chúng tôi không ai dám tin rằng chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng tôi phải chia tay nhau, tạm biệt thầy cô, mái trường, bỏ lại sau lưng ghế đá sân trường, bỏ lại hành lang vắng, bỏ lại những bậc thang mòn gót bước, bỏ lại cả những nụ cười hiền của thầy cô và bỏ lại hàng phụ vĩ vẫn chơ vơ đứng gọi. Chia tay rồi là hàng trăm lối rẽ, mỗi đứa sẽ chọn cho mình một đường đi riêng, sẽ có đứa thuận lợi, nhưng cũng có đứa khó khăn, có đứa khóc, đứa cười, vì đó là cuộc sống mà. Nhưng dù bất cứ hoàn cảnh nào, hãy luôn mỉm cười và tin yêu vào cuộc sống. Mong rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau trên đỉnh vinh quang và hãy nhận ra nhau trong góc sân ký ức. Trong giây phút này đây, không gì hơn là lời cảm ơn chân thành của chúng con đến ba mẹ và thầy cô. Chúng con xin hứa, sống thật xứng đáng với những gì mà mọi người đã mang đến cho chúng con.